Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn chia sẻ một bí quyết cực kỳ hữu ích để diệt trừ sâu bệnh, giúp cây trồng luôn khỏe mạnh và cho năng suất cao. Đó chính là thuốc trừ sâu Bisector 500 AC hiệu bom 700. Trước tiên, mình muốn nói về hiệu quả tuyệt đỉnh của Bisector 500 AC. Đây là sản phẩm được rất nhiều bà con nông dân tin dùng bởi khả năng diệt sâu bệnh siêu đỉnh, từ sâu cuốn lá, sâu đục thân cho đến dẹp sáp. Chỉ cần phun một lần là sâu bệnh biến mất ngay lập tức. Không chỉ hiệu quả, Sector 500 AC còn rất an toàn cho cây trồng và môi trường xung quanh. Khi sử dụng đúng cách, cây trồng của các bác không những không bị ảnh hưởng mà còn phát triển vù vù. Hơn nữa, thuốc cũng không gây hại cho sức khỏe con người, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Cách sử dụng Bisector 500 AC cũng cực kỳ đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun trực tiếp lên những khu vực bị sâu bệnh tấn công. Nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy hiệu quả tốt nhất nhé. Đừng quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và mặc đồ bảo hộ đầy đủ khi phun thuốc. Việc này sẽ giúp các bác tránh được những rủi ro không đáng có và bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bác có thêm một vũ khí lợi hại để bảo vệ và chăm sóc cây trồng. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều bí quyết trồng trọt hay ho nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Watermark, nongnghiep.com